VinFast VF5 mang dáng vẻ nhỏ gọn, trẻ trung, cá tính cùng khoang nội thất theo hướng phong cách tối giản, tiện dụng. Thiết kế linh hoạt của chiếc xe có thể luồn lách các cung đường, đường phố đông đúc một cách dễ dàng. Những ưu đãi cho khách hàng mua xe VinFast VF5 trong tháng 9 như là tặng 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub trên xe, miễn phí 1 năm sạc, gửi xe miễn phí 2 năm. Tổng ưu đãi của chiếc xe có thể lên tới 17 triệu đồng và trừ vào giá xe. VinFast VF5 lắp một motor điện công suất lên tới là 134 mã. Sức kéo của chiếc xe có thể đạt tới là 135 Newton. Bộ pin Nutium dung lượng khoảng 37,23 kWh cho quãng đường di chuyển trên 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Theo công bố của hãng, thời gian sạc của pin cũng khá ấn tượng khi mà chỉ mất khoảng 30 phút có thể sạc đầy khoảng 70% lượng pin. Ngoài các công nghệ an toàn cơ bản như là 6 túi khí, VinFast VF5 Plus được trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo cảm biến đùi, rồi là cam đùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Xe được trang bị an toàn tiêu chuẩn như là phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp và rất nhiều các tính năng tiện nghi khác nữa để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. So với hai đối thủ còn lại sử dụng động cơ đốt trong thì công suất của động cơ điện VF5 lớn hơn hẳn 98 mã. Toyota Rai là 113 mã lực của Sonet nữa. Cả ba xe đều sử dụng dẫn động cầu trước. Với VinFast VF5 hình thức thuê pin, anh chị và các bạn di chuyển 1.500 km với mức giá là 1.200.000 đồng trên tháng. Từ 1.500 km đến 3.000 km là 1.600.000 đồng trên tháng. 3.000 km trở lên là 2.700.000 đồng trên tháng. Chi phí lăn bánh mới nhất của dòng xe VinFast VF5 trong tháng 9 năm 2024, anh chị và các bạn hãy cùng cập nhật với em ngay sau đây. Anh chị và các bạn lưu ý giá bán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm giảm trừ khuyến mại. Tại đại lý có thể thay đổi tùy theo khu vực. Và hiện tại em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn phiên bản đầu tiên ta có thể là nghiên cứu. VinFast VF5S thuê pin. Giá bán trong tháng 9 là 460 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 485 triệu, tỉnh là 465 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để nhận xe như sau. Thành phố là 94 triệu, tỉnh là 74 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 391 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 6.680.000. Gốc chia đều hàng tháng là 4.070.000, lãi là 2.610.000. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. VinFast VF5S mua pin với giá bán trong tháng 9 540 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 565 triệu, tỉnh là 545 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để có thể nhận xe như sau. Thành phố là 106 triệu, tỉnh là 86 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 459 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 7.840.000. Gốc chia đều hàng tháng là 4.780.000. Lãi là 3.060.000. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Cùng đi tiến tới phiên bản VinFast VF5 Plus thuê pin với giá bán trong tháng 9 468 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 493 triệu. Tỉnh là 473 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền nhận xe như sau. Thành phố là 95 triệu, tỉnh là 75 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 398 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 6.800.000 đồng. Gốc chia đều hàng tháng là 4.140.000. Lãi là 2.650.000. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. VinFast VF5 Plus mua pin với giá bán trong tháng 9 548 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 573 triệu.
tỉnh là 553 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị, ở thành phố là 107 triệu, tỉnh là 87 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 466 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 7 triệu 960 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 4 triệu 850 nghìn, lãi là 3 triệu 110 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin giá bán, chi phí lăn bánh, mua xe trả góp và các ưu đãi mới nhất của các phiên bản VinFast VF5. Để nhận được các thông tin chính xác tại thời điểm anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua xe, hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất từ bên đơn vị. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu lái thử có thể là đặt lịch, em sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn thời gian đến để mình lái thử xe. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.